Không những đấu trường âm nhạc Remix Rumble mùa 10 đã cập bến, mà sau gần 3 năm kể từ ngày ra mắt phiên bản quốc tế trên di động, giờ đây nhà sản xuất âm nhạc Rise Game đã đưa TFT Mobile về vùng sâu vùng xa châu Á Thái Bình Dương. Không biết là các bạn đã trải nghiệm trên điện thoại chưa? Cảm nhận thấy thế nào? Comment ở phía dưới cho mình biết vậy nhé. Riêng mình thì thấy cái khoản lê la ở đâu cũng cầm điện thoại chơi được là thấy khoái lắm rồi. À quên đấy, xin chào các bạn, đây vẫn là Series Chica với Nắng. Mở bát cho chuỗi giá bán đầu mùa là một bài đấu dễ chơi, dễ trúng thưởng, tỷ lệ vào top cực cao. Nhưng mà không cần kẹp ngưu binh như 18.5 vẫn rất là mạnh. Chắc là các bạn cũng đoán được, spotlight hôm nay là của thần bài Chill Effect 3 sao, nhảy trên nền nhạc disco remix cực gắt, lụm luôn cả Exodia. Quá là dài dòng rồi, mình vào game luôn nhé. Cổng dịch chuyển hôm nay sẽ cho tất cả người chơi một tướng 3 vàng để làm vốn. Của mình là Echo. Đồ khởi đầu sau 3 rau quái, một găng, một đai và một kháng phép. Lõi công nghệ vàng đầu tiên, thu về trái ngọt là không cần thiết ở thời điểm hiện tại. Dốc sức vì fan cũng không cần nốt, vì cái lõi này sẽ cần chốt siêu sao ổn để đánh cùng với hệ fan cứng. Roll cả hai đi thì mình thấy cầu hồi phục khá là ổn, nhưng mà khi mình nhìn lại thì không ổn lắm vì không có đam. Quyết định của mình sẽ là chọn nhà tài phiệt để đánh Lucic. Hai hộ pháp kẹp Annie là form bài mình dùng để dép, bán đi một eco để tích đủ 20 tiền. Gặp ngay một nhà cũng lấy lõi nhà tài phiệt nhưng mà họ up level 4, bài với 4 chu damage nên là mình thua full house là điều dễ hiểu. Tiếp tục hâu 30 tiền mà không up cấp ở vòng 2.2. Tin vui là mình được đối đầu với nhà ba chết, tin buồn là mình không dép được chết nào. Bắt Nami thay vào chỗ của Annie, bán luôn đi Kennen và tích 40 tiền. Mình sẽ hướng tới form bài Treat a Fate Disco trong trận đấu này. Với việc chỉ để 3 chết trên sân mà hết 2 chết là tanh, bài lại còn toàn là 1 sao, nên là mình để thua tiếp 4 chết, còn lại 80 máu trước vòng đi chợ. Lắc cầm gậy ở vòng đi chợ là sự lựa chọn hợp lý nhất cho mình lấy về. Cho Lắc vào sân, lắp luôn cho em nó cái crit phép để đép sau khi thua khá là nặng ở những vòng trước. Nhưng mà không khá khẩm hơn là mấy, mình tiếp tục để thua 4 chết trước cái nhà đang đép bằng đồng quê. Kết quả vòng 2.6 còn tệ hơn cả những round trước. Mình gặp ngay ông này level 5, bài ông ấy toàn 2 sao châu điên, đấm mình không trượt phát nào. Số máu đổi lấy 70 vàng lợi tức là 35. Một kháng phép, một gậy và một cung là đồ mà mình nhặt được sau khi đập 3 cục đá. Đồn phết đấy chứ. Nó xét mình lắp cho Kennen để đép tạm nhưng mà cũng không khả quan là mấy, vì nó 1 sao mà. Nhà mình gặp ở round này tiếp tục là một ông chơi đồng quê Samira, đấm mình full house. Đây chính là con đường giúp cho mình comeback. Chiếc lõi kim cương lấp la lấp lánh xuất hiện ở vòng 3.2. Binh đoàn bất tận sẽ được chọn ở thời điểm mà mình master các bài chứ không phải là bây giờ. Kho thần tích cũng chấp nhận được nhưng mà mình có lõi xịn hơn là trang bị đầy đủ. Roll cả hai lõi kia cho vui tay chứ mình lấy trang bị đầy đủ là hợp lý nhất rồi. Chọn lõi xong thì mình tiếp tục bị đấm 5 chết. Mình chỉ up cấp lên và hâu lại 70 tiền chứ không update thêm được tướng hay là cấp độ sao gì sất. Mãi đến vòng 3.3 thì Gragas mới chịu xuất hiện để kích hoạt mốc 3 disco. Mình không muốn sử dụng siêu sao để dép vì giai đoạn từ đầu đến bây giờ siêu sao không ngon. Thứ hai là mình muốn một con siêu sao đột biến luôn chứ không phải đợi nữa. Tiến gần hơn level 7 với 26/36 điểm kinh nghiệm. 31 là số máu còn lại khi mà mình tiếp tục thua nguyên nhà ở vòng này. Buồn ngủ thì gặp chiếu manh, bán máu đến đây cũng đủ rồi các bạn ơi. TF cầm cung ở vòng đi chợ đang đợi mình hốt về đây rồi, húp luôn. Thay TF vào sân kích mốc 4 disco, lắp luôn cho nó crit phép và nhanh nasher. Roll thêm một nhánh ra luôn một con TF nữa. Roll xuống một tí để bắt 2 sao thì lụm luôn được con dích trong cửa hàng, không có gì để chê. Gặp nhà chơi punk nhưng mà đến giờ vẫn chưa dắt vào được con nào. Chiến thắng đầu tiên mở bát cho mình đấy. Tiếp tục roll nhẹ sau chiến thắng do mình đã có đôi TF rồi, tiện thể roll mấy con còn lại lên 2 sao luôn. Nhưng mà nó không ra, dừng lại ở 40 tiền, áp lên được mỗi bạc 2 sao ở vòng này. Nhà mình gặp với form bài Huskill khá là ổn, tiếc là giờ mình còn ổn hơn cả họ rồi. Gragas chờ rau sói mới chịu lên 2 sao. Năm con sói trả cho mình một cung, một đai và một nước mắt. Up level 8 luôn ở vòng 4.1, vội quá vội rồi không đợi được nữa. Mình roll cặn tiền luôn thì bắt được Blitzcrank. Echo cũng được thay vào chỗ của Kennen để kích vệ binh, đồ giảm kháng cho Zeke và đồ tanh cho Blitz. Lắp giao điện xong thì mới nhớ là mình có nỏ xét rồi, lú ơi là lú. May là gặp ông chơi cả liên xạ và cả tay to mặt lớn, nhưng mà bài nhiều 1 sao nên là mình vẫn giành được chiến thắng thứ 3. Trận đấu thực sự là nghiêng về phía mình khi mà một chiếc lõi bạc xuất hiện để mình có thể ổn định bài đấu cũng như là hạn chế được sự bứt phá của các đối thủ. Thấy ba cái lõi đập vào mặt không ngon lắm nên là mình roll lấy về áo choàng bạc để giúp team kháng khống chế khá là ổn. Tiếp tục roll tìm kiếm chiếc đập phết 2 sao nhưng mà nó không ra, mà nó ra siêu sao Blitzcrank vệ binh. Thôi thì 2 sao bắt đép tạm đã tí ở tính tiếp.
Bài đồng quê đập mình ở đầu trận tơi tả, giờ ông này vẫn chưa roll nên là bài khá là nhiều một sao, thắp luôn lửa cho mình. Kinh nhé. Bỏ đi Eco, thay vào Sunset, lấy thêm đấu sĩ cho team vì mình có siêu sao vệ binh rồi. Tiếp tục giữ được chuỗi tháng 5 trước một nhà đồng quê khác nhưng mà kẹp đao phủ. Thresh 2 cũng bất lực trước cái lõi kháng hiệu ứng của team mình. Mình lấy nốt cái cung ở vòng đi chợ để về lắp bùa đỏ cho Zeke trước, thay vì là lấy đồ tanh cho Blitz. Hợp lý. Roll thêm một nháy sau khi đi chợ về, Cheater Fest xuất hiện một lúc hai con cho nó bó cẩn. Mình sẽ âm mưu lên Cheater Fest 3 sao luôn sau khi thấy lobby không có ai chơi. Át đảo hoàn toàn trước cái nhà chơi vết emo ở vòng 4.5. Không quá khó hiểu khi mà mình vừa đồ ok, vừa có tướng 4 vàng 2 sao, form đủ, còn đối thủ thì chỉ là tướng 3 tiền 2 sao thôi. Ôi dồi, vừa có ý định lên tiếp ở round trước. Hello, thì nó ra luôn cho mình siêu sao tiếp. Check kỹ thêm một lần nữa thì thấy không có ai cầm tiếp. Nice. Mình sẽ lock lại ở round này vì vẫn cần siêu sao Blitz death thêm một round nữa. Thay Illaoi vào chỗ của sếp để thêm tí tanh. Ông chơi punk này khá là xui khi mà đến tận bây giờ mới chỉ dắt vàng được Zinix và Trix. Thế là no do với mình. Bán đi Blitz rank ở round chim, săn nốt mấy con chim thì mình lấy thêm về được một nước mắt, 2 BF và một gói trang bị thành phần. Nice. 54 tiền có được ở 5.1. Mình roll cạn thì Zinix lên 2 sao, không ra được thêm một con Cheater Fest nào cả. Blitz rank cũng không ra thêm một con nào khác để cầm đồ nên là mình cho tạm Illaoi. May là ở vòng này gặp một ông chơi 8 bit khá là yếu, trộm vía mình vẫn giữ lại được máu và tao đó được. 5.2 roll cạn tiền thì mình mới bắt được một con Blitz rank. May mắn cho mình là mình gặp một nhà khá là yếu với carry Miss Cotton 2 sao vì ông này vẫn đang Echo ở 9, chắc là để đánh 5 tiền đấy. Có đồng nào sao đồng đó vì sợ các đối thủ ôm bài. Mình roll cháy máy vẫn không ra được thêm một con tiếp nào. Lượng tướng ở trong bể mùa này đã ít đi nên nếu mà có hai nhà chơi chung 3 tiền thì khó mà lên được 3 sao. Ví dụ điển hình như round này mình gặp ông chơi Samira đao phủ chơi chung với cái ông Samira đồng quê nên là cả hai đều đánh bằng tướng 2 sao đấy. Zeke ném bom ra hàng sau làm giảm hồi máu cùng với cú chụp ảnh của Luck đem về mạng hạ gục của Samira team bạn. Cheater Fest xử lý tuyến trên một cách dễ dàng khi mà đối thủ đã hết đam. Chơi thắng 10 luôn, ác chưa. Đi chợ có con tiếp cầm ấn ra mình lấy luôn. Tầm này nó mà không cầm đồ thì mình vẫn lấy TF3 là được đúng không ạ? Đúng vậy. Vừa vui vì lấy được con TF thứ 8 chưa được bao lâu thì tắt cười luôn khi mà đối thủ mình gặp ở round này là nhà tay to mặt lớn. Lõi bừa bộn giúp ông này lên được level 9 cùng với kho báu chôn giấu cho rất là nhiều đồ. Như lượng đồ của cả carry và tanh bài ông này mà khiếp. May mắn là mình chỉ thua 2 chết và còn lại 20 máu. Gặp bài Vex 3 ở vòng 5.6 với diệt khổng lồ, dễ dàng clear tanh team mình. Illaoi và Blitz đều một sao nên là không chịu nổi nhiệt. Mình tiếp tục để thua và còn lại 7 máu. Săn rồng ngàn tuổi và lấy thêm về được một kiếm súng vì không có đồ tanh ngon. Roll cạn với 23 tiền, bán cả Luck đi thì mình lên được Blitz 2 sao, đổi lại đồ cho nó cầm. Thay bạc vào chỗ của Luck để kích ra thì mình có tiền roll ra được TF thứ 9. Cứ phải để hấp hối thở oxy thì nó mới chịu lên 3 sao cơ. Ăn quá đáng luôn ơi. Chỉ gặp bóng nhà Samira ở vòng 6.1 nên là không có gì để nói cả. Chiến thắng dễ dàng. Top 4 đã có chủ, mình bán luôn Illaoi thay Luck vào sân, tích mốc 6 của tuyệt sắc để dồn đam. Tiến nhà Samira đao phủ lên bảng đêm top và tự tay giành lấy cái top 2 sau khi nhà còn lại để thua bài Exodia Lucian Carry. Đối thủ cứ tưởng là bài của họ rất mạnh nên là combat chưa xong đã chat GG, nốt cơ cơ, đơ mơ mơ, quê ơi là quê. Cheater Fest của mình ném bài dập tắt luôn sự ngạo nghễ của ông này. Chat xong rồi tự thua tự tắt chat để khỏi quê, đúng là trẻ trâu. Cay. Đi chợ mình lấy về ấn Hyper Pop để cho ông này không thêm được mức 3. Một lần nữa combat diễn ra rất căng thẳng và Cheater Fest tiếp tục một cú phi bài không khác gì thần bài ngôn phi, giúp mình chiến thắng một chép với số máu ít ỏi của nó. Xếp lại bài sang phải để né đi những pha thanh trừng của Lucian. Mình đã có được chiến thắng mà không cần phải thoát team như những round trước. Sao mà đó được. Săn nốt rồng ngàn tuổi và lấy vẻ giáp máu cho tanh. Lên level 9 cho thêm Illaoi vào sân kích bốc 2 đấu sĩ. Giáp máu cho nó luôn. Không thắng quá nhiều nhưng mà vẫn thắng là được. Mình rỉa máu ông này từ 7 mấy giờ chỉ còn 2 mấy rồi. Chiến thắng một chết ở vòng 7.1 vẫn cứ là dành cho nắng. 7.2 sẽ là combat cuối cùng khi mà Cheater Fest của mình random ra diệt khổng lồ. Giáp máu random của Blitz là quá trâu. Lần này combat mình đổi ở dây cuối để né đi Lucian như mọi lần. Zeke ném bom và gây sát thương nhất định cùng với hiệu ứng giảm hồi máu. Luck được xếp ở góc còn lại để bắn thẳng vào đầu Lucian. Ăn một nồi chiêu thức vào mồm, Lucian nằm xuống quá nhanh. Zeke và Sona thì bạn cũng chỉ để làm cảnh chứ không có tác dụng quá nhiều. Chiến thắng áp đảo 5 chết dành cho nắng để nói cho đối thủ biết là gáy sớm ăn. Mọi người ai thấy mình chơi mãn nhãn thì cho mình xin một like. Còn nếu mà thấy ông kia quê ơi là quê thì cho mình xin một share nhé. Tổng kết thì Disco là một bài dễ chơi với form tướng tanh đam đầy đủ. Có thể mix nhiều hơn với 6 Disco hoặc là 4 hay 6 tuyệt sắc tùy tình huống siêu sao. Đánh Eco Lucic sau đấy back lại vẫn ổn mà không sợ bị đuối so với lobby. Nếu mà có siêu sao Disco sớm thì vẫn đép dễ dàng để lên 8 roll.
Đồ của TF đa dạng, không bị phụ thuộc quá nhiều nên là không sợ đồ xấu. Có thể cho đồ tốc đánh như là cuồng đao, nanh nasa hoặc là đồ mana như là Sojin. Chúc các bạn leo rank vui vẻ. Cảm ơn vì đã xem hết video. Bye bye.